Yo, xin chào Trâm Sứa lại là mọi người đây. Xin chào mọi người lại là Trâm Sứa đây. Thì làm dạo này là mình không có chụp ảnh được nhiều á. Thế nên quyết định là bốc ngay một em váy và lên concept thật là hoa lá hẹ đi chụp ảnh ở Royal City. Đến thì tự dưng mình lạc vô cái triển lãm mẫu tóc mọi người ạ. Theo như mình biết thì đây là triển lãm tóc Goldwell, là một triển lãm ngắn về 10 mẫu tóc đẹp nhất. Đây là những mẫu tóc lọt top 5 của hai hạng mục dự thi quốc tế. Tự dưng thấy chỗ trống của mẫu thế là chui vào luôn. Chụp ảnh xong rồi tao phải té ngay, không bảo vệ da ký đầu thì quê lắm. Những mẫu tóc ở đây thì độc lạ, sáng tạo, nó mang thiên hướng của vũ trụ tương lai á mọi người, kiểu nó rất là galaxy ấy. Những mẫu tóc ở đây thì mình thấy rất là độc lạ, nó rất là hợp với nhé con ngựa bà như mình ấy, nhưng mà mình không còn dám làm. Mình sợ mình làm xong việc chị Oanh sẽ ký đầu mình thì lúc đấy cả ai khóc nỗi đau này. Tăng 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 tăng. Tham quan triển lãm thì các khán giả ở đây sẽ được phục vụ bánh ngọt và nước uống. Thì mình dạo này đang giảm cân nên là mình chỉ ăn một thôi, nhưng mà là một đĩa nha mọi người. Xong mình lại bắt đầu ra ưỡn nhẹo tán gái mọi người ạ. Đàn ông ga lăng là phải biết phụ nữ thích gì nha. Đi đâu cũng tán gái được thế này dở dở, chắc bánh bèo nhà mình không to lắm. Thế nhá, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.